Tuyển tập mẹ kể bé nghe, câu chuyện chú hươu bị mất đuôi. Ngày xưa có hai ông bà lão sống với nhau trong căn nhà tranh nhỏ cũ kỹ ở ven một rừng già, rộng lớn. Hàng ngày, họ cùng nhau dạo chơi trong vườn, buổi tối ngồi bên bếp lửa chuyện trò. Họ sống cuộc sống thanh bình, yên ả. Mỗi khi nói chuyện phiếm với nhau, bà lão thường nói: "Chúng ta có căn nhà, chúng ta có khu vườn, chúng ta thấy hạnh phúc. Nhưng chúng ta có một nỗi sợ hãi. Chúng ta không sợ tiếng sấm, không sợ chớp, thậm chí không sợ ma quỷ. Nhưng chúng ta sợ leo biết bao. Leo là mối lo sợ nhất của chúng ta." Bà lão vừa nói, vừa lắc lư thân người. Còn ông lão thì không bao giờ biết leo mà bà lão nói đến là cái gì. Bên ngoài, bóng đêm bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Muông thú đang đi kiếm ăn trong rừng. Hai vợ chồng già không hề biết rằng trong khi họ đang nói chuyện có một con cọp đang ẩn nấp bên ngoài nhà của họ, cũng như không biết có một tên trộm cũng đang ẩn nấp gần đó. Cọp lắng nghe những gì hai vợ chồng già nói với nhau. Khi nghe bà lão nói đến nỗi sợ lớn nhất là con leo khủng khiếp thì nó rất ngạc nhiên. Nó vốn xưa nay là chúa sơn lâm, chẳng biết sợ hãi là gì. Nhưng nó chẳng hề biết con leo như thế nào mà bà cụ lại sợ đến thế, chắc là nó kinh khủng lắm. Cọp bắt đầu thấy sợ. Lúc bấy giờ tên trộm đang rình mò trong bóng tối chờ thời cơ để ăn cắp con bò của ông lão. Hắn tiến lại gần nhà hơn. Bất thình lình tên trộm thấy có con gì đang bò trong bóng tối. Đó là lúc con cọp tiến lại gần ngôi nhà để nghe vợ chồng ông lão nói chuyện rõ hơn. Tên trộm tưởng là con bò của ông lão thế nên tiến lại gần, đưa tay ra bắt nó. Thay vì một con bò, tên trộm lại chạm tay phải con cọp. Quá sợ hãi, tên trộm cố leo thật nhanh lên mái nhà trong màn đêm để trốn cọp. Tất cả những chuyện như vậy xảy ra khi cọp đang lắng nghe và tự hỏi nếu bây giờ gặp con leo nó sẽ làm gì. Rồi bỗng thình lình nó nhìn thấy một hình dáng lạ đang leo mái nhà và nó nghĩ chắc là con leo mà ông bà lão rất sợ. Ta phải chuồn ngay thôi. Nó vội bỏ đi để tránh con leo. Cọp vừa đi vừa khiếp sợ, ra tới bìa rừng nó gặp một con hươu. Cọp nói với con hươu về leo và rằng nó đã nhìn thấy leo trèo lên mái nhà như thế nào. Con hươu lấy làm ngạc nhiên và run sợ khi nghe nói đến con leo. Trong cơn hoảng hốt, nó nói: "Trời ơi, ai có thể giúp tôi thoát khỏi con leo khủng khiếp bây giờ?" Khi đó cọp tỏ ra rất khôn ngoan và dũng cảm. "Hãy đến với ta, chú hươu nhỏ bé, ta sẽ bảo vệ chú. Hãy cột đuôi của chú vào đuôi ta, chúng ta sẽ yên tâm hơn khi gặp con leo." Thế rồi chúng buộc đuôi vào nhau, yên tâm quay lại nấp sau căn nhà. Ngay khi đó một nhành cây bị gãy rơi rầm xuống. Tên trộm đang nấp trên mái nhà sợ quá đến nỗi gần như hắn nhảy từ trên mái nhà xuống, rơi gần con hươu. Con hươu sợ hãi cố chạy thoát thân, gắng hết sức kéo cái đuôi của nó trong khi cọp cũng ra sức kéo theo hướng ngược lại. Phịt đuôi của hươu bất ngờ bị đứt ra. Tên trộm chạy một mạch trở về nhà, hươu cố chạy vào rừng, cọp cũng chạy vào rừng theo những hướng khác nhau. Cái đuôi bị đứt của hươu bị cuốn vào đuôi cọp và theo cọp biến mất vào khu rừng tối. Hai ông bà lão vẫn ngồi nói chuyện với nhau về con leo mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.